Ủa lưng sừng quá ha. Trời đất ơi. Hôm nay tỏi ca nặng. Sao rồi? Nói gì đi. Dạ, nó đau nguyên cái lưng sừng nó rồi. Đi hai chân tới sao? Bị bao lâu rồi? Cũng mấy năm rồi. Rồi mới mấy tháng nay té xe. Nữa? Chạy xe đi điện thoại mát đổ té. Trời ơi. Đau. Nhưng mà khi bị cái giật này là có phải bị từ cái chấn thương nó không, hay là trước đây đã bị nè? Trước kia bị nhẹ, còn té ở đầu thêm nhiều. Ở đâu nhiều, cái mặt anh bị giật luôn cái mặt phải không? Chuyện này nãy giờ cảm nghĩa nhiều người sao kỳ quá em. Đấy, cho nên đó là thấy là mình hay là có phước lắm. Giật đỡ được. Chết luôn. Cấm cho nó đau. Mẹ nội ơi. Rồi tiêu rồi, tiêu rồi, ngồi xuống. Bớt giờ cho mặt nữa. Bớt giờ này đó. Chưa bao giờ bị hành hạ một cái trận đòn kinh khủng khiếp đúng không? Chị mới hết mà. Mọi người thấy bất giật chưa? Nhìn thấy cái mặt này. Mặt nó chưa giật liên tục. Thấy rất nhẹ, nó không còn nhiều, rất là mét mặt. Không người giờ cái mặt là thấy giờ kéo cái lần này được ha, này nó gãn nó bớt mới giật đúng không? Dạ. Nhưng mà mặt bớt giật rất rõ ràng. Bây giờ chịu khó giúp giùm tôi. Dạ. Phải chườm đá tích cực. Dạ. Rồi hút không khí, đi bộ, nhịn ăn, mấy cái đó áp dụng cho đúng. Dạ. Hút đi anh em, chườm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.